Bạn bè đến chơi đưa người cục vậy cũng được. 8 đồng 64 sau khi sale 4 đồng 80 sen, này đang sale các bạn 10 đồng 99, còn 7 đồng 99 thôi. Hư xe ví dụ như Tuyết vừa rồi, người ta bị kẹt xe ngoài đường tới mấy chục tiếng đồng hồ, nếu mà xe hư hết xăng hay gì, hết pin hết đồ, thì cũng có cái này cắm cái dây phone vô là có thể nói chuyện gia đình để cho mình jump start cái chiếc xe. Cái người không biết xài cũng có thể xài được, rất là giản dị. Chào các bạn trở lại với Sức Khỏe Health Tips. Các bạn hôm nay có khỏe không? Hôm nay mình tiếp tục review đồ Costco nha các bạn. Đây là cái ice cream. 6 cái ở trong đây vậy. Nãy thằng con lấy hết 1 cup rồi. Mở hàng trước rồi đó. Xanh này là trà nè, matcha. Rất là thơm trà luôn các bạn. Mà không có ngọt lắm nha. Được, cái này mình chịu nè. Ngọt quá mình không thích. Để coi cái này đen đen nâu nâu này là cái gì. Ngon á. Cái này giống đậu đỏ quá, không biết phải không. Để coi cái ingredient của nó. Đúng rồi, đậu đỏ. Azuki bean nè. Paste. Đậu đỏ nha các bạn. Ngon các bạn ơi. Cái kem này ăn được. Béo mà nó lạc. Hơi có cái vị đắng đắng của chát chát của green tea, của trà, cho nên mình ăn mình thấy ngon nha. Cái này được á. Không có ngọt. Người cái mình muốn ngọt cái mình dứt cái này ăn miếng. Ngon. Cái mochi này nè, cái trắng trắng nè, dai dai. Cái này ăn xứng đáng á. Wow. Cái này á, mình thích là bịch rời rời vậy nè. Cho mấy nhỏ một phần ăn vậy là tiện, khỏi mất công mà mình múc ra gì hết ha. Hoặc là bạn bè đến chơi đưa người cục vậy cũng được. Ngon quá các bạn. Các bạn có thấy thì mua thử nha, hy vọng ở vùng của các bạn có được cái loại này ha. Hello các bạn, hôm nay mình review đồ Costco. Cái này là cái đồ Jumpstart battery pack. Nó rất là tiện lợi cho nhiều cách xài để mình chia sẻ cho các bạn. Đây cho mình coi, cho các bạn coi sơ là hiện này là mình mua hơi lâu rồi, xài được trên 1 năm rồi. Nhưng mà hiện tại trong Costco này là cái website của Costco, nó cũng có bán ở trong warehouse nữa. Thì thường thường nó có nhiều loại khác nhau. Thì cái lúc cái thời mình mua cách đây trên 1 năm á, thì nó chỉ có 2 model thôi. Cái này là một trong cái 2 model. Cái này là giống cái mình đang có nhất đó các bạn. Thì hiện tại bây giờ là nó bán khoảng 70 đồng ở trong Costco mà có luôn tiền shipping. Tất nhiên là khi mà mình mua trên online là nó gửi đến nhà. Là 70 đồng là free shipping hả? 69.99 hả? Cộng thuế nữa. Dạ. Cái bộ hồi nữa mình sẽ đi chi tiết về cái những cái functions của nó. Không biết trong tiệm có không? Trong tiệm thấy cũng có. Họ không để ý. Nếu mà có thì rẻ hơn một chút. Không chừng 3-4 đồng rẻ hơn, tại vì không có bị tiền shipping. Đúng rồi đó các bạn, lúc nào trong online cũng mắc hơn vài đồng khi mà mình mua online. Dạ, thường thường Costco thì nó bán 2 loại đồ khác nhau, trong tiệm riêng, rồi trên online là riêng. Mà sometimes nó có 2 bên. Thì cái bên online nếu mà nó có thì là nó giá nó mắc, tại vì nó có tính tới tiền shipping tới nhà. Dạ. Thì để nói cho các bạn rõ hồi xưa tại sao mà cái này rất là tiện dụng, tiện lợi so với hồi xưa. Như hồi xưa thì là có cái cục nặng cũng 10 pound hơn. Thì nó cũng có những cái power adapter, cũng có cái USB port. Thí dụ như mình lỡ mình hết pin trong cái phone mà mình xe mình bị gì đó, mình cũng có thể cắm trong đây mình xài được. Thì hồi xưa nữa thì cắm cái đồ cigarette lighter ở đây. Thì cái này nó cũ nó như vậy. Jump start cái xe, cho cái xe mà để cho nó nổ lỡ mà hết pin á. Thì là mình xài 2 cái này, xong rồi mình turn cái nút này on like this. Và cái mình để nó nổ. Nếu mà pin nó đầy đủ, trong vòng chừng 3-4 tuần là nó pin nó yếu, nó không có đề nổi nữa. Thì bây giờ technology mới, nó ra cái này là y như cái pin trong cái phone của mình á.
mà nó làm bự thì là bự, thành ra nó rất là tốt mà nó chứa rất là lâu. Ví dụ như cái này nó nhỏ mà nó tốt hơn cái bự kia ha. Nó bự nè, so sánh nè, cái này là xếp lại gọn gàng bỏ dưới đít xe, gần như không nhớ, khi mà cần là lấy ra. Ví dụ như lỡ mà có đi đâu mà hết pin trên cái phone mà không có ngồi trong xe, cũng có thể lấy cái dây pin cắm vô đây. Mình chạc cái phone luôn được các bạn. Chạc cái phone, nhưng chẳng nữa chạc này mình chạc được 5-7 lần luôn cũng chưa hết cục này nữa. Dạ. Ví dụ như cái này nè, đã để trong xe cầu có 3 tháng hơn rồi đó, nhưng mà bấm nút mà nó vẫn còn tới 3 nấc. Còn 3 nấc là mình... Vì anh để 3 tháng hơn rồi đó hả? Như là tất nhiên là mình không có cần chạc thường. No, chạc một lần một mà để cỡ cả 6 tháng nha. Vậy xong hả? Dạ, nhưng mà nếu mình nhớ, ví dụ như mình lỡ mình đi đâu xa, trước khi mình đi mình nhớ mình lấy ra mình chạc qua đêm, xong rồi cái sáng bỏ vô lại là mình an tâm, lỡ có chuyện gì trên đường hư xe. Ví dụ như tuyết vừa rồi người ta bị kẹt xe ngoài đường tới mấy chục tiếng đồng hồ, nếu mà xe hư hết xăng hay gì, hết pin hết đồ, thì cũng có cái này cắm cái dây phone vô là có thể nói chuyện gia đình cho người ta biết mình an toàn này nọ, những cái chuyện như vậy, thì cái này rất là hay. Yeah. Mà cái này á, nó cũng có luôn cái đồ để cho mình jump start cái chiếc xe. Yeah. Mà cái này nó bây giờ thời nó mới, cái người không biết xài cũng có thể xài được, rất là giản dị. Để nói cho bạn nghe, cái này nó có cái lỗ để cắm cái này vô. Lúc mà bà xã không biết á, đưa vào cái cục này, cái xe cần đề mà kiếm hoài không biết cái cắm ở chỗ nào nữa. Cái đó, cái cục này nó lâu quá đâu có xài đâu, tới hồi cần xài không nhớ các bạn. Lúc mà dậy thì chị chỉ ở trên rồi, nhưng mà đưa như vậy không biết xài rồi nhìn không biết gì hết trơn á. Mà sự thật rất là giản dị. Cái này cũng cắm vô đây. Đó, cắm vô như vậy, make sure nó go all the way in. Và cái này tại nó nhỏ nó gọn, mình mở cái cốp xe mình lên, mình tới cái cục pin trong xe, mình cắm vô. Mà lỡ mà tối thùi mà lên cắm lộn bên trái qua bên phải, thí dụ như bên đỏ mà qua bên đen qua bên đỏ, thì nó bíp 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 bíp. Nó không, nó sẽ không có hư xe, nó không có làm hư điện trong xe, không bị gì hết. Nên nó bíp 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 rồi mình đổi ngược lại. Rồi mình bấm cái nút này mình reset nó. Xong rồi mình cắm vô, mình kẹp nó vô cho đúng bên positive là bên cộng, bên trừ. Xong rồi mình để nó chừng 30 giây. Xong rồi mình vô xe, đút chìa khóa vô, mình đề lên. Và tại cái pin này nó rất là mạnh. Đó, là nó sẽ nổ cái xe lên, vung lên liền là mình có thể lên. Xong rồi cái mình disconnect. Đó. Cái này em thấy tiện các bạn. Mà mình không có cần phải đi mượn cái xe khác của người khác thì connect gì hết phải không? Đúng rồi, không có cần một chiếc xe khác lái ngược đầu lại rồi đút hai cái đầu với hai chiếc xe giống như kiểu hồi xưa. Rồi lỡ mà cái mình đậu ngay cái chỗ trên freeway hay cái gì, đâu có cách nào, đâu có dễ dàng làm cái chuyện đó. Còn cái dây cable mà dài á thì rất là thời giờ không có ai mà mua cái đó đem bỏ trong xe, nó bự. Nếu mà chờ ví dụ như insurance của mình mà nó có cái 24 tiếng assistant á, mà gọi cái đó chờ với 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi đồng hồ nó mới đến. Nhất là ví dụ như lễ lộc holidays này nọ là chờ rất là lâu. Còn cái này là mình tự take care của mình hết. Nhất là cái này rất là tiện cho ví dụ như nhà nào mà có mấy em gái đi học college hay là bắt đầu high school, bắt đầu lái xe, nhất là phụ nữ rồi đó. Có cái này trong xe rất là tiện, lỡ có chuyện gì người ta tự take care hết, không có cần nhờ đến người ngoài, có thể sự nguy hiểm mình không biết ai là ai. Thành ra cái này nó rất là hay. Mà anh nhìn cái này với cái model ở trong computer hiện tại người ta bán nó giống không vậy? Cái này nó giống, chỉ có khác hãng hay là khác ấy thôi. Vậy ha. Cái này cũng có cái đèn, cái này cũng có cái đèn. Dạ, nhưng mà chắc mới mua giờ thì đời mới hơn nữa thì còn càng tốt hơn nữa phải không? Nhưng mà cái này anh nói là rồi anh chạc pin là lâu lắm rồi mà giờ nó cũng còn pin lên, là nó cũng nè, cái này nó có chứ, nó giữ được lâu quá ha. Này nó có cái đèn mà anh không biết cái đèn này bấm cái nút bữa em có đèn. On được, anh thấy on được. Anh cũng quên mất. Lâu quá không có xài. Lâu quá cũng không có xài. Thì nói chung là cái này rất là tiện. Còn cái cục cũ của cục bên anh á, cục đó thì mình không thích á các bạn, nó bự quá. Cái này thì bây giờ mình cũng không có lỗi thời rồi. Mình chỉ để bơm bánh xe, bơm banh mấy cái đồ con nít ở nhà nó có như bơm xe đạp hay gì này nọ vậy thôi. Nó tiện được cái đó thôi. Chứ không có xài nữa tại vì nó rất là yếu.
mà chạc xong rồi cái pin pin này là cũng như là đại khái thôi, giống như trong xe pin của mình á, mình xài một thời gian 5-7 năm mình mới thay cục pin mới, thì cái loại pin này là cái kiểu giống giống như loại pin đó, thành ra nó mau mau hư. Còn bây giờ nó mới, nó đổi qua pin lithium ion là rất là good, đến nỗi mà mấy cái xe mà high end mà mắc tiền á, nó cũng không có xài loại pin này anymore nữa. Cục pin mà bự thì bự, nặng thì nặng ở trong xe đó, nó cũng đổi qua loại nhỏ vậy, nó cũng bự hơn cái này nhiều, nhưng mà nó cũng nhỏ hơn một nửa của cái loại mới, mà nó giữ rất là lâu, nó không có, mình đậu xe trong nhà 4-5 tuần mình không có chạy, nó không có hết pin. Giống như cái xe mình có là mình phải cắm điện cho nó chặt pin vô all the time. Cái này, cái loại này nó gọi là cái, nếu mà search có thể search là power pack hay là search chữ jump starter. Jump starter là tại vì mình muốn jump starter hả? Yeah, jump starter là tại vì mình muốn nó có cái này. Tại cái quan trọng chính á là mình mua nó để đề máy xe lỡ mà xe hết pin. Yeah. Ví dụ như quên để đèn ở trong xe không có tắt inside á, cái 5-7 tiếng đồng hồ thì pin nó yếu, người ta đề không nổ, ví dụ như vậy. Thì hồi xưa mấy cái xe của mình cũ mình sợ những cái chuyện đó, thành ra mỗi chiếc xe mình đều có một cái đều cái bự gì nè, sau này thì mình đổi qua mấy cái nhỏ này thì rất là tiện. Thì mình xài cái này là trên một năm rồi, mình thấy rất là tốt. Mình đã thử đề máy xe vài lần rồi, lần nào cũng thành công hết. Mà chẳng những vậy nữa, cái này ví dụ như mình chạy xe 4 máy, xe 6 máy, xe 8 máy, 8 máy bự đề cũng nổ nữa. Ví dụ như chạy chiếc Toyota Highlander hay là chiếc Toyota Tundra, là chiếc xe truck bự, hay là chiếc Ford F-150 bự thiệt bự, 8 máy đề nó cũng kéo, nó cũng để đề nổ luôn nữa. Có nhiều chiếc loại xe truck bự mà nhân vận tải nhỏ nó cũng đề nổ luôn nữa, nếu mà pin hết pin. Thật ra mấy cái này nó rất là tốt. Dĩ nhiên là mình đề mấy chiếc xe mà lớn như vậy á, một lần thôi là mình về mình phải chặt pin, chứ không phải xài 2-3 lần cũng được, ví dụ như vậy. Nhưng mà đại khái là nó làm cho mình cái cơ hội mình có thể ra khỏi cái sự emergency cần ngay lúc đó liền, tại ra nó rất là tiện. Ủa anh, vậy là nếu như mỗi lần mà mình đề máy xe một cái chiếc xe nào đó xong là về là mình nên chặt pin liền hả? Giống như vừa rồi xe em vậy, có chặt pin không? Nếu mà đề cái nó lên liền thì không, tức là mình check cái pin nó còn nhiều hay không. Nhưng còn mà anh 3 nấc vậy là còn nhiều phải không? Yeah. Còn anh là cái tánh anh cẩn thận, thì anh xài 1-2 lần mà kiểu mạnh á, là anh về anh check, là hay là anh biết là giờ lần sau tôi cắt, mà tôi cắt tới 3 tháng sau có thể tôi không biết chừng nào tôi mới cần, nên tôi make sure là nó đầy trước khi anh cắt đó. Yeah. Thế là như mình lâu lâu mình đi xa, lái xe 2-3 tiếng đồng hồ, chỗ lạ mình không biết, ví dụ như mình đi thăm gia đình hay là đi chùa xa thiệt xa, thì từ trước khi anh đi là tối hôm đó là anh lấy ra, anh nhớ anh lấy ra anh chạc, anh chuẩn bị sẵn hết. Giống như mình đi đường xa thì mình phải chuẩn bị make sure xe nó tốt này nọ, rồi thay nhớt xăng, bơm bánh xe cho đầy đủ, ví dụ như vậy. Thì cái này là cũng một trong cái là rất là quan trọng, lỡ mà mình kẹt giữa đường, mỗi lần đi ví dụ như trong nhà có một cái thôi cũng được nữa, xe nào mà mình thường đi nhất á thì mình để nó vô. Còn thì mỗi lần mà đi xa, mà đi chiếc khác hay là đi xe mướn á, thì là mình lấy là mình đem theo, mà make sure lúc mà về thì đem cấp chứ không thôi mất hưởng. Thì khi bỏ trong xe mướn xong rồi kêu trả xe tại nó nhỏ quá, nằm dưới đít xe gì cũng quên luôn. Nhưng mà hiện tại thì vợ chồng My xài cái loại này thì thấy được, nhưng mà các bạn xem nếu mà có cái loại nào hay hơn nữa, hay là biết cái gì mà hay hơn nữa thì các bạn chia sẻ thêm giùm vợ chồng My nha. Anh nhìn kỹ lại á, cái này với cái này là cùng hãng luôn. Cũng thay nhưng mà chỉ khác model không hay là model giống? Anh nghĩ là khác, tại cái này là đời mới, cái này là trên một năm rồi, nên mình có thể cắm cái phone vô đây, cái emergency thì mình vừa cắm vừa chạc vừa gọi điện thoại nói chuyện gia đình, kêu người ra cứu mình, ví dụ như vậy. Thì cái này nó có luôn cái đèn, nó có luôn cái USB port, rồi bây giờ nó technology nó mới hơn thì nó có thêm cái USB-C port nữa, là cho cái phone, thí dụ như Samsung rồi này. Nếu các bạn muốn tiết kiệm thêm thì lâu lâu Costco cái này nó cũng sale, thí dụ như nó bớt 5-10 đồng đó các bạn. Thì hiện tại bây giờ thì như giá này là giá chính thức, không có sale, nhưng mà so với mấy cái chỗ khác thì nó cũng rẻ hơn. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn rẻ hơn thì chú ý cái Costco có sale, hay là nếu mà mình thấy thì mình sẽ đăng lên cho các bạn coi.
Và bây giờ mình tiếp tục xem những cái món hàng ở Costco Business Center có nhiều cái món sale nữa nè các bạn. Camera nè các bạn, 8 cái camera 999 đồng 99, cho ở nhà mình là vừa luôn. Cái bình nước này 249 đồng 99. Cái này loại để trong office ha. Cái này hồi lâu rồi My coi ở trong TV show đó các bạn. Người ta nói những cái bình nước vậy nè, người ta tìm hiểu giống như research thử á, thấy những cái bình loại này nè, cái xong rồi người ta đổ vô cho mình uống á, cái mình lấy cái ly mình hứng. Nhưng mà có một số người người ta không có lấy cái ly bình thường, mình giống như cái chai nước ta đang uống đi, cái loại cái người ta mở nước ra, người ta fill vô tiếp nữa, người ta đem đi uống. Cái chai nó đã uống, có cái miệng mình đã uống rồi đó, cái hơi của mình nó dính trên cái miệng chai á, cái người ta để đây nè, cái fill nước ra, cái khi mà mình tắt nước á, cái này hơi này nó hít vô xong cái lâu ngày á, người ta tìm ta thấy cái nước ở trong đây nè nó dơ, cho nên có nhiều người recommend mình á, khuyên mình là nên thà uống nước tap water ở ngoài chứ còn sạch hơn là cái nước trong những cái bình này. Nhưng mà cái đó là một số bình thôi nha, chứ không phải là bình nào cũng vậy. Nhưng mà không biết sau này thì giống như cái loại bình nước này nè, thì nó có loại hít hơi giống như cái những cái mà người ta đã tìm hiểu hay không. Thì mình thấy này thì mình cho xem, chứ không phải là cái bình này là làm ra nó dơ ha. Đó, như nó hít cái hơi vô á, cái chạy vô nước đây nè, cái bình mình để trong đây á, nó bị dơ theo. Thì đại khái người ta tìm hiểu research thấy vậy đó các bạn. Nhưng mà các bạn cũng cần tìm hiểu thêm ha, chứ mình đừng có nghĩ là cái loại này là dơ là không phải. Nhiều cái dao kéo quá chừng. Cái loại này là để cắt những cái đồ mạnh đó các bạn, giống như phô trì, cắt gà, cắt đồ luôn á. 18 đồng 99. Nó cái kéo này là loại cắt những cái đồ rất là cứng á. Cắt đồ cứng á thì mình xài kéo này. 18 đồng 99. Hồi đó nhà My cũng có mà không biết ở đây có, đi mua online, giờ ở đây thấy có luôn. Một bộ dao có đồ đựng luôn, 29 đồng 97. Cái này đang giảm 5 đồng, làm ở Mỹ luôn, 19 đồng 99. Ba mươi sáu cái muỗng 7 đồng, 6 đồng 99. Quá chừng nhiều ha. Tám đồng 64 sau khi sale, 4 đồng 80 sen. Macaroni and cheese 18 hộp trong đây các bạn. Con trai mới thích này nè. Organic lentil 4 đồng 20 sen, giảm giá còn 9 đồng 79. Cái này không biết ăn sao ha. Lentil red bean spice cho 8 bịch này của Indian. Tomato sauce có tomato trong đây thì mình không có thích lắm. Chả giò này đang sale các bạn, 10 đồng 99, còn 7 đồng 99 thôi à. Chả giò này ngon nè, ăn cũng được, không có bằng nhà mình làm, nhưng mà chợ Mỹ bán thường thường chả giò không có ngon lắm, nhưng mà mới thấy ngon hơn mấy cái chả giò khác trong Costco này á. Loại này mình ăn chay được nha. Đồ lau nhà đang sale 3 đồng 22, còn lại 14 đồng 19. Cái loại là refill, loại này nè các bạn. Cái là 32, hai cái là 64, 14 đồng 19 sen. Còn cái loại này là 28 cái, đang sale 3 đồng 20 sen luôn, còn 13 đồng 09.
Bữa nay những cái đồ lao cũng sale nhiều. 5 đồng 49 cho cái King Hawaiian Sweet Roll. Loại này ăn được các bạn, ngon. 6 đồng 79 cho Organic Sourdough. 6 đồng 79. Garlic Bread 6 đồng 99. Này về mình slice ra ha, cắt mỏng mỏng xong rồi nướng giòn lên ăn nó mới ngon. 6 đồng 99. Muffin Blueberry. Nước này đang sale 2 đồng các bạn, còn có 3 đồng 99 à. Organic Mango Nectar. Một bình bự quá ha. Thành phần trong đây là có nước pha với mango, với đường mía, đường từ cây mía. Này là nước xoài. Đang sale 2 đồng. Organic Lemonade 5 đồng 79. Này nước cam 10 đồng 49. Cà chua cocktail, tomato cocktail 8 đồng 49. Tomato cocktails. Nước vải 6 đồng 89. Cái này nhìn thấy ngon quá nha. Cũng có nước pha với nước vải chứ không phải nguyên chất các bạn. Nhìn thấy ngon quá ha. 30 gram đường lận đó. Chắc ngọt á, tại vì vải nếu mà không pha là nó chua. Cheese coffee cake 9 đồng 49. Honey bun jumbo 7 đồng 49. Cinnamon roll này không biết ngon không, mới chưa có thử cái hiệu này. Cái này thường thường mình ăn mình cũng nên hâm lên ăn thì mới thấy nó ngon hơn. 7 đồng 49. Đồng 49. Onion bagel. Quá chừng những cái bánh mì đủ loại hết trơn luôn các bạn ơi. Cái này loại multi-grain sandwich nè. Loại ăn diet ha. Honesty 12 đồng 49, 12 cái chai. Peach tea, honey green tea. Đủ 3 loại. Monster Ultra Watermelon 33 đồng 49 một phát, 24 lon. Quá trình bự luôn. 44 đồng 99. Sugar Free Energy Red Bull. Cái loại này không có đường á các bạn. Energy drink. Những cái loại này mình nghĩ không có nên uống thường, không có tốt. 15 đồng 99 cho 20 phát. Giảm 4 đồng còn 12 đồng 99. Cái này là Italian Sparkling Drink, là nước có ga.
coi băng keo có sale không? Băng keo hôm nay không có sale. Tại thường thường mình dán đầu nhiều á, mình mua băng keo này tiện, mà mi chờ sale hả mua. 25 cái 14 đồng 99, 25 cái là loại này 14 đồng 99, 25 đồng 99 cho 6 phát 6 cái nè, 25 đồng 99. Khăn tắm bự ha. Mi cảm ơn các bạn đã xem ha. Hẹn các bạn ở nhiều video khác của Mi về trồng cây hay nấu những món chay đơn giản nha. Mi chúc cho các bạn ăn được ngon miệng nha, chọn món mình thích ha. Bạn thấy hay thì nhấn like giùm Mi và nhấn share để chia sẻ cùng bạn bè nha. Mi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.